Hai, xin chào ông bà cô chú anh chị. Thì hiện tại thì bà tự nắm Linh Di thì ngày mai nhà em sẽ về tới, cho nên là có nhiều đơn là em chốt em chưa có gửi được hôm bữa, thì ngày mai em sẽ gửi cho cả nhà. Với lại là em cũng còn kẹo mứt táo giá là 150.000 một ký nè, thì gồm có là 96 đến 100 quả. Nếu mà cả nhà mình chưa có mua được kẹo mứt táo thì nhắn tin qua Zalo 0826116634 thì em sẽ chốt đơn rồi gửi hàng cho cả nhà mình luôn nha. Với lại ốc chó bên em là 180.000 một ký. Đây là ốc chó vỏ mỏng tự nhiên của Tân Cương, cho nên đó là mình tách bằng tay luôn nha. Thời tiết ở em bữa nay rất là lạnh luôn. Đây hạt ốc chó ở trong của nó nè. Đây nha. Nếu mà mình thích ăn sống á, thì mình ăn sống như vậy thì nó cũng rất là béo và là thơm. Nhưng mà mình thích mà nó thơm hơn nữa thì cả nhà mình tách vỏ ra, xong rồi mình rang trên lửa nhỏ tầm khoảng 8 đến 9 phút thì nó sẽ thơm hơn nữa nha. À, xã nhà em á, thì với lại nhà em thì nếu mà không có nấu sữa này hoặc là không có rang thì tụi em ăn sống luôn. Ăn sống cũng vẫn rất là ngon. Táo thì em có hai loại, táo đỏ nhỏ loại 1 là 140.000 một ký, với lại táo bụi Tân Cương á là 190.000 một ký. Hai cái loại táo này là hai giống táo khác nhau, cho nên mình ăn nó sẽ có cái vị khác nhau. Nếu như mà mình muốn ăn sống á thì mình mua lại táo 140, còn nếu mà mình chuyên về nấu á thì mình mua lại 190.000 một ký nha cả nhà. Kỹ tử á thì em có hai loại, giống như trước giờ thì kỹ tử đỏ Ninh Hạ là 300.000 một ký, còn cái kỹ tử đen hắc kỹ tử á là 380.000 một ký. Nhân sâm, bào tử, nấm linh chi, ốc chó, kẹo mứt táo, với lại là táo thì đầy đủ hết các mặt hàng luôn. Cho nên là cả nhà mình nhắn tin qua Zalo 0826116634 thì em gửi ở ngoài Bắc á, thì gửi trong ngày mai nữa là ngưng nha. Còn khách ở Sài Gòn hoặc là ở mấy khu vực tỉnh miền Trung, miền Nam với lại Sài Gòn thì chắc là sẽ còn giao được tầm khoảng ngày 27, 28 âm lịch Tết, cho nên là vẫn còn gửi được thêm vài ngày. Qua Tết đó thì tầm khoảng ngày 4 đến ngày 5 âm lịch là có thể làm lại. Thì nếu mà cả nhà mình cần hàng để mà mình ăn trước Tết đó thì mình nhắn tin sớm cho em. Còn nếu mà mình chưa có cần hàng mà chị gia đình mình ăn sử dụng hàng ngày á thì ăn Tết xong rồi cả nhà mình mua cho nó thông thả cũng được. Qua Tết đó thì bên dịch vụ vận chuyển người ta cũng giao hàng nó thoải mái hơn. Qua Tết rồi mình mua cũng được nha. Zalo của em là 0826116634. Thì cả nhà mua hàng á là chỉ chốt hàng duy nhất ở trên Zalo của em, hoặc là gọi qua số điện thoại đó thì sẽ có chị gái của em nghe máy ở Việt Nam và gửi hàng cho cả nhà mình. Ở trên Facebook á thì cả nhà đừng có mua hàng của em nha, tại vì Facebook á thì có trang chính chủ và trang giả mạo. Em sợ mọi người không có phân biệt được ra là cái nào chính chủ với lại cái nào giả mạo á, cho nên là em cho nên là mọi người cứ liên hệ qua số Zalo duy nhất đó thôi, để chắc chắn gặp được chính chủ Tiểu Hồ nha. Bữa nay ở chỗ em rất là lạnh luôn.